chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với những tin tức mới nhất về bóng chuyền, được phát thường ngày trên kênh tin tức online của chúng tôi hôm nay. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những nội dung đáng chú ý và hấp dẫn nhất. Mở đầu bản tin là thông tin đáng chú ý khi đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam sẽ lên đường dự giải châu Á vào ngày 29 tháng 6. Đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và tích lũy kinh nghiệm quý báu trên đấu trường quốc tế, hứa hẹn mang lại nhiều niềm tự hào cho người hâm mộ nước nhà. Tiếp theo là một thông tin đầy ngưỡng mộ khi Trần Thị Thanh Thúy, một trong những ngôi sao sáng giá của bóng chuyền nữ Việt Nam, đã gây ấn tượng mạnh với khả năng nói tiếng Anh như gió. Không chỉ vậy, Lê Thanh Thúy cũng khiến mọi người bất ngờ khi bắn tiếng Trung cực kỳ trôi chảy. Sự thành thạo ngoại ngữ của các cô gái không chỉ giúp họ tự tin hơn khi giao tiếp quốc tế mà còn tạo ấn tượng mạnh mẽ tại các giải đấu lớn. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gửi lời chào đến giải quốc tế bằng những màn giao tiếp ngoại ngữ đầy ấn tượng, thể hiện tinh thần sẵn sàng chinh phục mọi thử thách. Cuối cùng là một thông tin rất thú vị khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tích cực tham gia vào các buổi tập cùng đội tuyển bóng chuyền nữ. Nhà cầm quân sinh năm 1976 không chỉ đứng bên lề chỉ đạo mà còn trực tiếp tham gia vào các bài tập trên sân cùng các học trò. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ cảm thấy gắn kết hơn mà còn tạo nên bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho toàn đội, thúc đẩy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về bóng chuyền, cũng như những diễn biến thú vị tại giải châu Á và các giải đấu quốc tế khác. Hãy cùng chúng tôi theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Mở đầu là thông tin đáng chú ý khi đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam sẽ lên đường dự giải châu Á vào ngày 29 tháng 6. Sau giải bóng chuyền trẻ vô địch quốc gia 2024, ban huấn luyện đội nữ trẻ U20 Việt Nam cùng các tuyển thủ đã hội quân. Ở lần tập trung này, các thành viên được tập huấn tại Quảng Ninh cùng các đàn chị lớn ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để có sự chuẩn bị chuyên môn tối ưu nhất. Cầu thủ toàn đội đang có tinh thần tốt và chúng tôi thực hiện nhiều bài tập chiến thuật để chuẩn bị tốt nhất khi thi đấu giải trẻ châu Á. Các đội bóng dự giải trẻ châu Á lần này đều có lực lượng tốt nên chúng ta cũng rất thận trọng, huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam trao đổi. Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đã đăng ký 12 tuyển thủ dự giải gồm Nguyễn Vân Hà, Phạm Quỳnh Hương, Phạm Thị Khánh Lâm, Đặng Thị Hồng, Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Bùi Thị Ánh Thảo, Nguyễn Lan Vi, Lê Như Anh, Lê Lê Bách Hợp, Hà Kiều Vi, Nguyễn Phương Quỳnh. Ban huấn luyện của đội tuyển dự giải trẻ châu Á 2024 gồm huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Văn Vũ. Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam cho biết, một trong những điều hữu ích ở giai đoạn chuẩn bị chuyên môn là từng tuyển thủ đã thi đấu cọ sát tích lũy qua từng giải. Vào tháng 5, tuyển thủ trẻ đã được dự cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024, còn tháng 6 tất cả đã dự giải trẻ vô địch quốc gia 2024. Giải bóng chuyền trẻ châu Á 2024, nhóm tuổi U20, được Liên đoàn bóng chuyền châu Á tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 1 tới ngày 9 tháng 7. Chỉ có 12 đội được dự giải và ban tổ chức đã bốc thăm phân các đội vào 4 bảng đấu. Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam nằm ở bảng C cùng đội U20 Thái Lan, U20 Iran. Theo quy định, hai đội lọt vào chung kết giải này sẽ được nhận suất dự giải vô địch trẻ thế giới 2025 của Liên đoàn bóng chuyền thế giới, FIVB. Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam từng gặp đội U20 Thái Lan tại cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 ở Đắk Lắk. Theo lịch thi đấu, hai đội sẽ gặp nhau ở trận mở màn của bảng C giải trẻ châu Á 2024 vào ngày 1 tháng 7. Tiếp theo, Trần Thị Thanh Thúy nói tiếng Anh như gió, Lê Thanh Thúy bắn tiếng Trung cực trôi, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gửi lời chào đến giải quốc tế. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang bước vào tuần tập luyện cuối cùng trước khi tham dự FIVB Challenge Cup 2024, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 7 tháng 7 tại Manila, Philippines. Đây là một trong những sự kiện quan trọng của bóng chuyền thế giới và đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt kết quả tốt nhất. Theo phân nhánh của giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ chạm trán với đội chủ nhà Philippines ngay trận mở màn. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu không dễ dàng, bởi Philippines luôn được biết đến với lối chơi mạnh mẽ và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến vào trận bán kết và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Cộng hòa Séc. Cả hai đội này đều có sức mạnh và kinh nghiệm dày dặn, tạo nên những thách thức lớn cho đội tuyển Việt Nam. Ở nhánh đấu còn lại, các đội Kenya, Puerto Rico, Thụy Điển và Bỉ sẽ cạnh tranh với nhau để giành vé vào bán kết.
Bỉ và Puerto Rico được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng sẽ tiến sâu vào giải đấu. Nhà vô địch của FIVB Challenge Cup 2024 sẽ giành quyền tham dự VNL 2025, một mục tiêu lớn mà đội tuyển Việt Nam đang hướng tới. Sau khi kết thúc giải đấu này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có một chuyến cọ sát đặc biệt với một giải đấu giao hữu chất lượng vào cuối tháng 7 tại Thượng Hải. Đây là cơ hội quý báu để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt dự định sẽ trao cơ hội cho một số tài năng trẻ sáng giá như chủ công 16 tuổi Quỳnh Hương, cao 1m87, và chuyền 29 tuổi Vân Hà, cao 1m72. Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ này không chỉ mang lại làn gió mới cho đội tuyển mà còn hứa hẹn tạo nên những bất ngờ thú vị. Trong một đoạn clip mới nhất vừa được đăng tải trên trang fanpage tạp chí Bóng Chuyền, hai tài năng trẻ Quỳnh Hương Vân Hà đã cùng các đàn chị ở đội TUENQJ gửi lời chào đến ban tổ chức giải đấu quốc tế tại Thượng Hải. Đặc biệt, trong khi Trần Thị Thanh Thúy bắn tiếng Anh cực kỳ trôi chảy thì Lê Thanh Thúy cũng cho thấy khả năng tiếng Trung rất ngọt của mình. Chuyện Thanh Thúy nói tiếng Anh trôi chảy không có gì lạ lẫm với người hâm mộ bóng chuyền. Chủ công sinh năm 1997 này đã quá quen với việc thi đấu ở nước ngoài khi từng khoác áo nhiều đội bóng danh tiếng như Bangkok Glass, Thái Lan, Attack Liner VC, Đài Bắc Trung Hoa, Denso Eribet, PFU Bluket, Nhật Bản và sắp tới là Kujibo, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại AVC Challenge Cup 2024, giải đấu mà Việt Nam vô địch dễ dàng, cô cũng thường xuyên được chỉ định trả lời phỏng vấn truyền thông bằng tiếng Anh. Sự tự tin và khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh của Thanh Thúy không chỉ giúp cô dễ dàng hòa nhập với các đội bóng quốc tế mà còn làm tăng uy tín và hình ảnh của bóng chuyền Việt Nam trên đấu trường thế giới. Cô luôn biết cách tận dụng lợi thế này để xây dựng mối quan hệ tốt với đồng đội và ban huấn luyện, đồng thời truyền đạt chiến thuật và ý kiến một cách hiệu quả. Tuy nhiên, điều thú vị hơn nữa là việc phụ công Lê Thanh Thúy nói tiếng Trung khá trôi chảy, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ và thích thú. Hoa khôi bóng chuyền sinh năm 1995 này chưa từng thi đấu nước ngoài, nhưng khi cô gửi lời chào bằng tiếng Trung với ngữ điệu tự nhiên và chuẩn xác, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên và ấn tượng về khả năng ngoại ngữ của cô. Khả năng nói tiếng Trung của Lê Thanh Thúy không chỉ là một điểm nhấn thú vị mà còn cho thấy sự đa dạng và tiềm năng của các cầu thủ Việt Nam. Nó mở ra những cơ hội mới cho cô cũng như đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong việc giao lưu và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác. Điều này cũng là minh chứng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chuyên nghiệp của các cầu thủ, không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về kỹ năng giao tiếp và hội nhập quốc tế. Sự kết hợp giữa khả năng chuyên môn xuất sắc và ngoại ngữ tốt của các cầu thủ như Thanh Thúy và Lê Thanh Thúy chính là yếu tố then chốt giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ngày càng tiến xa trên đấu trường quốc tế. Những câu chuyện như thế này không chỉ làm phong phú thêm hình ảnh của các cầu thủ mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, khẳng định rằng với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, bóng chuyền Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm và tỏa sáng trên thế giới. Và cuối cùng, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt tập cùng tuyển bóng chuyền nữ. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang nỗ lực tập luyện tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho giải FIVB Challenge Cup 2024, một trong những giải đấu quan trọng nhất của năm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đội tuyển không chỉ tập trung vào các buổi tập chiến thuật mà còn tăng cường rèn thể lực. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, với sự nhiệt huyết và kinh nghiệm, thường xuyên tham gia trực tiếp vào các bài tập cùng các học trò, tạo nên một bầu không khí vui vẻ, thoải mái và đầy hứng khởi cho toàn đội. Giải FIVB Challenge Cup 2024 sẽ diễn ra tại Philippines từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 7. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đăng ký chính thức 14 cầu thủ tham dự giải, bao gồm những cái tên nổi bật như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đan, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Bích Tuyền, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Vi Thị Như Quỳnh, Lê Thị Yến, Đinh Thị Trà Giang và Trần Tú Linh. Ở trận ra quân, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với đội chủ nhà Philippines. Đây là một thử thách không nhỏ, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao độ, Thanh Thúy và các đồng đội đang tràn đầy tự tin. Trận đấu này không chỉ là cơ hội để kiểm chứng khả năng và sự chuẩn bị của đội tuyển mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế của bóng chuyền nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Nếu giành chiến thắng trước Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến vào bán kết và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Cộng hòa Czech và Argentina. Đây sẽ là những trận đấu đầy cam go và thử thách, nhưng cũng là cơ hội để các cô gái vàng của bóng chuyền Việt Nam thể hiện tài năng và bản lĩnh. Giải FIVB Challenge Cup 2024 không chỉ là một sân chơi lớn mà còn là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và xây dựng tinh thần đồng đội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những màn trình diễn ấn tượng và những kết quả khả quan từ đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hãy cùng chờ đón và cổ vũ cho các cô gái của chúng ta tại giải đấu sắp tới.